Hòn đảo nhỏ này có tên gọi Hòn Yến, bởi theo những người dân nơi đây, Hòn Yến có rất nhiều chim yến đến sinh sống và làm tổ. Đây không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, được nhiều khách du lịch yêu thích, mà Hòn Yến còn được biết đến bởi cuộc sống bình dị và hiếu khách của những người dân quê xứ Nẫu. Để ra được Hòn Yến, tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh Nguyễn Ngọc Vương, một người dân sống tại Hòn Yến. Vì ra Hòn Yến khi nước thủy triều còn cao, nên tôi đã lựa chọn đi thuyền thúng. Thưa quý vị, tôi đang ngồi trên một chiếc thuyền thúng để đi ra đảo Hòn Yến, một địa danh du lịch rất nổi tiếng. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tôi, chúng ta sẽ cùng khám phá nơi này. Trên chiếc thuyền thúng dập dần sóng biển, cảm giác của tôi có đôi chút sợ sệt vì sợ say sóng. Thế nhưng cảnh đẹp và không khí thoáng đãng, cùng với đó là những chia sẻ rất thú vị của anh Vương, đã khiến tôi nhanh chóng quên đi những mệt mỏi và cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đến Hòn Yến, tôi nhanh chóng trèo lên những tảng đá nhấp nhô giữa biển, chọn cho mình một góc đẹp nhất để chụp lại một bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. Đặt chân đến Hòn Yến mới cảm nhận được sự hùng vĩ và nguyên sơ của hòn đảo nhỏ này. Tiếng sóng biển va vào những tảng đá tạo nên những âm thanh vô cùng sống động và vui tai. Tôi đang có mặt trên Hòn Yến và quý vị có thể thấy rằng là khung cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp và bao la. Và khi mà đặt chân đến nơi đây thì tôi mới thực sự thấy rằng là sự hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này. Quý vị có thể thấy rằng là phía đằng sau tôi đây chính là hòn đảo Yến và bên kia là hòn Đụi. Đây là hai danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng mà những du khách ghé thăm tỉnh Phú Yên sẽ không thể bỏ qua nơi này. Thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho Phú Yên một địa danh đẹp. Hòn Yến như một bức tranh thủy mặc giữa thiên nhiên, với hai điểm đến là Hòn Yến và Hòn Sụn. Trải qua năm tháng, những bãi đá nằm rải rác nhấp nhô xung quanh Hòn Yến và Hòn Sụn vẫn mang một màu đen huyền bí, như chứng minh một giai đoạn biến đổi về địa chất của nơi này. Trải qua thời gian và sự bào mòn của sóng biển, dãy núi nhô ra biển giờ chỉ còn lại hai hòn đảo nhỏ ở cách bờ khoảng hơn 100 mét. Một hòn lớn gọi là Hòn Yến, hòn nhỏ hơn là Hòn Sụn, tạo nên một hình ảnh có đôi thật tình tứ. Đến với Hòn Yến, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của vùng biển đảo này. Khi nước thủy triều rút, khách du lịch đến Hòn Yến có thể đi bộ qua Hòn Sụn ra đến chân Hòn Yến. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, chụp lại những bức ảnh lưu niệm. Wow, nó vẫn còn động đậy nè. Nó có bắn cái gai ra không anh? Không. Từ từ mình động vô. Không, mình cầm. Không, mình cầm vô bình thường luôn. Không, em cầm đi. Mình dạng, mình dạng người ta nó mới đâm. Đây là một con nhung biển vẫn còn tươi với rất nhiều những cái gai. Khám phá về cuộc sống cũng như công việc của những người dân mảnh đất này trong việc lặn biển, bắt cầu gai hay những loài hải sản nhỏ gần bờ.
Với sự nguyên sơ sẵn có mà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất này, những năm gần đây, Hòn Yến trở thành một điểm đến thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Rời Hòn Yến, tôi được anh Vương chở đến khu nuôi trồng thủy sản, vùng biển với công việc chuyên ươm tôm hùm giống. Ở Hòn Yến, bên cạnh những chuyến ra khơi, bám biển, khai thác và đánh bắt hải sản, thì nơi đây còn nổi tiếng với nghề ươm tôm hùm giống. Gần 90% số dân thuộc 3 thôn giáp biển là Nhân Hội, Hội Sơn và Phú Thường của xã An Hòa đều có thu nhập chính từ nghề này. Những chiếc thuyền thúng nối tiếp nhau ra vào bến với hình ảnh của những người đàn ông đang chắc tay chèo lái. Đó cũng là công việc hàng ngày của họ vào mỗi buổi sáng sớm khi đã xong xuôi công việc cho tôm giống ăn. Cũng có thể là những mẻ tôm giống đã đến ngày xuất lồng được đưa vào bờ để bán. Hay đơn giản là những chiếc lồng, chiếc bè đã cũ cần được nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo hơn cho công việc ươm tôm được chắc chắn giữa biển khơi. Nằm cách khu dân cư không xa, bãi ngang Nhân Hội là điểm ươm tôm nhiều nhất của xã An Hòa. Ở đây, gia đình nào ít cũng ươm tôm hùm giống khoảng 4 lồng, còn nhà nhiều thì chừng 15 đến 20 lồng tôm hùm giống. Mỗi lồng tôm giống được ươm khoảng 200 đến 300 con, tùy theo diện tích của lồng. Ở đây thì bà con ở đây nó ở làng chài, nó sinh sống bằng cái nghề tôm ươm, hồ lứ, hồ kia khác này nọ. Mà cái nghề tôm ươm đây là chính thức, tôm giống là hồi xưa là ở mình đánh bắt tại chỗ đây luôn. Từ ngày mình bắt nó, mình nuôi mình tính 1 tháng rưỡi là bắt đầu mình bán người ta lại. Người ta nuôi thịt thì mình nuôi 1 tháng rưỡi như vậy thì mình bán được tôm 25 là 250.000 một con. Sáng ra lặn, hồi chiều em ra cho nó ăn, chỉ thấu. Ngày này qua ngày nọ nó như vậy. Sở dĩ ở Hòn Yến chỉ phát triển nghề ươm tôm hùm giống bởi ở nơi đây việc ươm tôm không mất nhiều thời gian và phù hợp với điều kiện khí hậu. Theo như chia sẻ của anh Vương, ngư dân ươm tôm hùm giống ở đây thì việc ươm tôm chỉ mất 1,5 tháng sẽ cho thu nhập. Khoảng thời gian biển động sẽ rất khó để có thể phát triển nuôi tôm hùm. Vì để nuôi tôm hùm từ nhỏ cho đến khi xuất thịt mất ít nhất là 17 đến 20 tháng. Ngư dân sinh sống trên Hòn Yến cũng nhờ nghề ươm tôm hùm giống mà nhiều gia đình có thu nhập đảm bảo và ổn định cuộc sống từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi năm. Nghề biển vẫn biết có nhiều vất vả, gian truân. Thế nhưng với những người dân sinh sống tại Hòn Yến, họ vẫn vượt qua tất cả để mưu sinh, bám biển, để phát triển nghề, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của mình. Những người đàn ông làng biển vẫn làm những công việc nặng nhọc. Những người phụ nữ vẫn lặng lẽ sau chồng, lo phụ giúp sau những chuyến ra khơi. Chồng con chở cá vô bờ thì bán cho những người mà rấu, hoặc tôm ví dụ vậy thì bán cho những người mà đi mua bán lại á, thì bán cho mấy người rấu cho nó đi mua bán lại. Mong muốn là bây giờ trong cho tàu im biển lặng, bẻo gió đi ra về biển Đông, biển Bắc để cho bè con nó làm nó ăn, chứ để sáng bẻo vô thì khổ, nghèo không có làm ăn. Bên cạnh công việc ươm tôm hùm giống, nhiều khách du lịch còn nhắc đến Nhân Hội là một trong những điểm nuôi yến rất hiệu quả. Có thể nhờ điều kiện tự nhiên và khí hậu phù hợp mà loài chim yến đã lựa chọn nơi đây để sinh sống, phát triển. Nhiều người dân trong vùng đã không ngần ngại bỏ ra cả tỷ đồng để xây dựng nhà cửa phù hợp, tìm hiểu kỹ thuật
để phát triển nghề nuôi yến. Một năm là từ cái lúc mà mình mới làm đầu tiên là một năm là mình không thu. Hai năm mình cũng vẫn không thu. Ba năm thì mình thu lai rai chừng khoảng một tháng đầu tiên thì chừng 2 lạng, 3 lạng thôi. Còn 5 tháng, 6 tháng trở lên thì mình thu khoảng 5 tháng mình mới thu lại được một lần là khoảng nửa ký hay là 4 lạng vậy. Năm thứ 3, đó năm thứ 3 là khoảng chừng 2-3 ký thôi. Bây giờ năm đây là năm thứ 7 này, là nó khoảng 1 năm khoảng 17-20 ký. Nếu mà mình nuôi nhiều thì là khác, mà nuôi ít thì là khác. Giả sử như ngừ là tỷ mấy, 2 tỷ hay là ngừ 7-800 là tùy có cái nhà trước hay không. Mà nếu mà bây giờ hiện tại như giờ xây lên là 4 tầng là mình thấy cái đó đẻ nhiều tiền, đẻ cả 1 tỷ mấy rồi là nó mới được nuôi yến, cho làm cho nuôi yến được. Mà yến là nó phải ở cao, chứ nếu ở thấp là nó đâu có ở, phải tầng tư. Mặc dù nghề nuôi yến cho thu nhập cao, thế nhưng do phải đầu tư chi phí nhiều, nên hiện nay ở Hòn Yến cũng chỉ có một vài hộ gia đình đầu tư cho nghề này. Hầu hết người dân vẫn sinh sống bằng nghề ươm tôm hùm giống, vươn khơi khai thác hải sản và phát triển du lịch cộng đồng với điểm du lịch nổi bật Hòn Yến.